Trên kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Các bạn, hôm nay mình lại tô màu cá heo, con bướm, gấu, lợn, dê. Rồi bắt đầu tô con dê. Xin chào anh em ạ. Tê nha các bạn ơi. Cái giá tăng này hoàn thành rồi này, video của mình thì đây là kết thúc nha các bạn. Đây là vòng mình đã hoàn thành, video của mình thì đây là kết thúc nha mọi người. Đây là vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình thì đây chính là kết thúc. Xin chào các bạn, mình đã xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, mình hôm nay lại tô màu và bắt đầu mình tô. Đây mình tô con khủng long trước. Đây là phần đỏ của mình này. Đó, con chó tôi cũng.
vỏ dừa. Phiêu cơ cổ. Cộng đồng. Màu cuối cùng của mình sẽ là màu hồng nhé mọi người. Rồi xem mình đã được xong. Sẽ cắt theo rồi. Mình sẽ lấy vỏ dán lên. Vì làm chơi lên, đúng giảm một chút chi tiết. Các bạn nhìn biết rồi này. Chào các bạn, mình đã tô màu. Xin chào tất cả.